6 vừa vừa xong anh bảo em là mã xấu quá, bởi vì anh một quân thôi. Đây là hàng đóng ngày hôm nay các bác nha. Lọc khí nồi cơm hút ẩm này. Đấy. Đơn đã lên cho bác rồi. Các bác nào đặt hàng thì chờ nhận hàng nhá. Bình thủy em về rất nhiều rồi. Bình thủy. Hàng đóng đã hết cho các bác nha. Đấy, tối nay sẽ lên tiếp các bác cái này. Lọc khí nồi cơm giá rẻ nhá. Còn hàng các bác ngày hôm qua đặt là đã đóng hết rồi. Ok nha các bác nha. Đấy.